Đây cả nhà, bây giờ là Hồng Loan mới về nha. Bây giờ là anh em đi ăn hết rồi, con mình em không có đi ăn đâu. À, dẫn xe vô coi, dẫn từ từ thôi. mưa lâm dâm. Cú Bun về chưa? Đi ra đi tiểu đi con, đi tiểu đi xong rồi vô liền, để cho mưa. Tiểu đi. Đi tiểu đi. Canh sao hay dữ vậy? Mưa rồi kìa. Chở cu đi học mới về mà. Cú Bun chưa về. Đúng không? Cú chưa về. Siêu quậy chưa về cô chú. À. Về rồi. Cú Bun về rồi. Nó vẫn chơi chứ Cú Bun về rồi. Quá trời mừng luôn, từ lâu vừa tới trời mưa lớn luôn. Về rồi bà hỏi mẹ đi đâu. Nó mẹ đi uống cà phê rồi. Anh hai bị bệnh hả? Bệnh. À. Mưa vậy em ơi. Dạ nghỉ sớm đi. Đó thì bây giờ là Hồng Loan mới vừa chở thằng cu lớn đi khám bệnh về nha cô chú. À, thằng cu lớn bữa nay bị bệnh. Bị cảm á. Là mới vừa về tới. À thì Hồng Loan đứng kìa. Vô làm clip. Bữa nay ai mà giỏi dữ vậy ta? Trời ơi, cái này chắc muốn mua quà nữa nè. Trời ơi, nó đòi là gặp chú mai mốt được kêu chú Quy Vũ nữa nha không? Đừng có kêu chú Quy Vũ lộn tên nha con trai. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị, khi nào tắt đèn thì tụi em sẽ đi về nha cô chú. Đó. Bên giỏi mà cô chú đang. Đó, thì có mặt Hồng Loan thì tụi em ở đây chứ bây giờ. Ủa, với tay trái hả? Cái tiếng xe giống Hải vậy vậy. Giống Hải. Trời ơi, bữa nay viết chữ đẹp luôn kìa. Con viết tay trái ta. Ủa sao con viết tay trái vậy? Viết tay trái. Bên. Còn là viết tay trái là viết chữ đẹp. Trời ơi, anh này dễ chữ, dễ chữ. Dễ đâu? Dễ cái con gì vậy? Cái con gì xấu quá vậy? Con chuột hả? Con vẽ cái con mà có con gì bữa chú mua cho con á, cái con gì? La Cu Bu á, vẽ được cái con La Cu Bu là chú mua cho con La Cu Bu nữa. Vẽ đi. Hai con lận á. Mớm ngồi mớm cười không à mọi người. À, để chú vẽ xong đem lại cho mẹ chấm điểm nha con. Hãy mẹ chấm 10 điểm thì mới có La Cu Bu. Còn mẹ chấm 8 điểm là không có. Rồi thôi mẹ chấm 20 điểm luôn là 4 con luôn á. À đó, bây giờ mẹ vô coi thằng con trai nè, đó đâu vẽ đâu con Lucubu đâu, Lusabu đúng không, đâu vẽ phải có mắt có mũi đâu đàng hoàng chứ. À, mắt mũi đàng hoàng, có miệng không? Đây miệng này. Ừ thì con vẽ đi để chú coi coi đúng không cái đã. Đó vẽ là phải đúng nha, không vẽ qua tay mặt cái rồi buôn. Con biết vẽ tay mặt không? Con viết tay mặt được không? Con viết cái tay bên kia được không? Cầm cái viết bên kia được không? Giờ con xích ra đây con vẽ cho chú coi đàng hoàng. À, đó, phải nó chính xác như vậy rồi. Vẽ đi, con là Cu Bu nha. Rồi, để đó đi. Đó, bây giờ chuẩn bị con Bun vẽ nè cô chú. Đó, giờ xong chút xíu con vẽ cái mặt của mẹ luôn nha, Hồng Loan vô. Chưa, còn thiếu. Nhớ cái con Lubu đó làm sao không? Cái miệng đâu? Cái miệng ở đây. Cái miệng gì kỳ vậy? Cái miệng sai rồi, chỉnh lại đi. Con phải vẽ cái cần cổ nữa. Cần cổ và kéo dài xuống. Đó, vẽ con là Cu Bu nè. Con Lusubu mà vẽ như vậy nè cô chú. Vẽ có đúng đâu? Giờ con mắt, lỗ tai, giờ chân mày đâu? Trời ơi, giống cái mũi giống con heo Hà Mã vậy. Trời ơi, đất ơi, vẽ cái mũi giống heo Hà Mã dưới vậy con. Cái mũi, con chỉnh cái mũi lại đi. Cái mũi này là mũi của heo Hà Mã. À. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Con vẽ cái mũi khỉ đi, của thằng Hài Lê Tím cho chú coi coi. Con vẽ rồi đó. Tô màu. Ừ, tô đi. Cái đó là tên gì vậy?
Con phải nói là cái tên đó là tên của heo Hà Mã. Đó, con vợ dẻ con heo Hà Mã, đúng không? Con này là con Hà Mã. Cái họng nó bự lắm con vẽ cái họng bự lên. Vậy nó như vậy à. Vậy có biết lạ cho. Ừ, con vẽ cái họng bự lên nha. Rồi sao bà? Trời ơi, thiệt chứ tôi đang coi con trai của tôi đang vẽ heo Hà Mã nè. Đó, thấy không, chú chút. Đó, đang vẽ heo Hà Mã nè. Đó, thấy chưa. Bây giờ là live stream hả? À, bây giờ là Hồng Loan chuẩn bị live stream nha cô chú. À, khép kính lại để cho Hồng Loan live stream. Còn cái con trai Cu Bun thì đang vẽ. À, bữa nay anh quang lắm. À, Cu Bun. Đó thì con trai đang đây. Đó thì con trai đang vẽ nè cô chú thấy không? Ừ, con nó vẽ kìa, dễ thương thấy sợ không? À, thì đang live stream bán cái gì đây? Vô mua đồ đi. Kéo cửa vô. Kéo cửa vô. Hỏi nè, hỏi mở cửa đó. Buôn hỏi. Đi đi kêu hỏi mở cửa làm gì đó. À, đây nè, mở cửa ra đi cô Buôn, mở cửa ra. Đây, con trai nè, thấy không? Cưng không? Vẽ đó. Khang vô, cứ khang vô mua. Mua cái gì không? Dầu thơm. À, chắc mua nước hoa. Ờ, vô mua nước hoa hả? Đó đúng nước hoa. À, mua nước hoa nha cô chú. Phúc Khang vô mua nước hoa. Chắc mua nước hoa nữ. Mua nước hoa hả? Mua tặng mẹ. Ồ, mua tặng mẹ. Nữ, đúng không? Nhiêu chai vậy, nhiêu chai vậy? 450. Nó giống giá nhau mà. À, 450 hả? Với vậy nữ với nam bằng giá nhau. Nếu như mua một chai nam, một chai nữ. Mua hai chai lúc được thì được giảm giá. À, hai chai là giảm giá còn 800 nha cô chú. Một chai là 450. Đó, thì vô ủng hộ cho Hồng Loan nha. Thì bây giờ là Hồng Loan chuẩn bị live stream trên cái kênh là gì, kênh gì ta? Không, cái kênh mà shop shop gì đó. À, shop ăn giặt hai. À, shop ăn giặt nha cô chú. Đó, bây giờ dán nè. Ê. Dán lên nè. Đó, con trai tôi vẽ đẹp không? Đó, vẽ số 1, số 2 luôn kìa, số 3, số 4 luôn kìa anh thấy. Đâu? Hả? Vẽ gì vậy, đâu có ra đâu. Số 1, số 2, số 3, số 4 kìa. À, đúng rồi. Số 5 luôn kìa. Số 5 luôn nha. Nó giỏi quá ta. Rồi, cảm ơn Lục Bỏ. Rồi, đó, thấy không cô chú. Con trai của Hồng Loan bữa nay giỏi lắm. Vẽ từ số 1 đến số 6 luôn. Nhảy luôn kìa. Nhảy luôn kìa, đó. Đó, nhảy. Ở múa luôn kìa. Ở múa kìa. Quậy anh quậy, anh quậy có lúc anh quậy có lúc anh vui lắm, có lúc anh mà quạo thì thôi đừng nói tới anh đó. Thì cô chú chuẩn bị vô ủng hộ Hồng Loan nha. Hồng Loan chuẩn bị live stream rồi đó. Đó, cu Bun là phải dụ anh mới chịu lận, còn mà nói sẵn là anh chửi hả? À, đã đến giờ Hồng Loan lên live, lên sóng. Còn Bùm Bùm thì Cu Bun thì nó đứng ở đây, nó ngồi ở đây nó phá. Còn đây là Cu Ken đó. Cu Ken, còn này Cu Bun đâu. Ô đẹp quá ta. Anh phe kìa. Đẹp đẹp, ok số 1. U cộng rồi, đang học mà. Đang học, đang học. Đó, đang học nha cô chú. Bữa nay học. Viết tay trái rồi, này là kiểu này là tay trái luôn rồi. Đúng rồi, viết luôn tay trái rồi đó. Hồi còn nhỏ không sửa thôi, giờ đâu có sửa được. Đó, thấy không, giỏi thấy sợ không cô chú? Đó. À, thì dán cho cô chú xem Cu Bun nó như thế nào, nó giỏi lắm. Bữa nay nó ngoan lắm cô chú. Cu Bun là hôm nay ngoan lắm. Đó, thấy không? Vẽ xong phải nhìn lên đó, thấy giỏi không? Đó. À, bây giờ đợi phe mẹ nè. À, phe mẹ thấy không? À, thấy không? Phe dễ rồi phe. Rồi thôi, bây giờ em kết thúc để cho Hồng Loan live stream nha cô chú. À, chúc cô chú một buổi tối thật là vui nha.
Rồi, bye bye.